Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, này cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa bài tập ngày 29 tháng 5 trong khóa học của chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn thấy là bài tập ngày 29 tháng 5 là bài tập cô Trang Anh soạn mới hoàn toàn. Vì vậy mà các bạn thấy là những đề nào mà cô Trang Anh soạn thì nó sẽ khó hơn so với những đề khác. Bởi vì khi mà cô soạn thì cô đều có chú ý của cô trong từng câu. Vì vậy mà các bạn sẽ thấy là đề của cô nó hơi có tính chất lừa đảo một xíu, đúng không ạ? Và nó sẽ gọi là có tính chất gọi là khó hơn một xíu so với các đề khác. Nhà có như rất là nhiều bạn đã inbox cho cô nói rằng là thôi cô ạ, cô cứ dùng đề thi thử các trường đi chứ đề của cô khó quá. Đúng không ạ? Thế còn một số bạn thì thích là rất thích làm đề của cô. Nói chung là cô sẽ cân đối cả hai, tức là cô sẽ có lấy chọn lọc những cái đề thi thử của các trường hay những cái đề mà nó có tính chất mới một xíu, bởi vì cô biết là trong khóa học của chúng ta có rất là nhiều bạn thì các bạn đã giải rất là nhiều đề rồi, nên là cô sẽ cố gắng có sự chọn lọc và ngoài ra thì cô sẽ chèn thêm cả những đề cô tự soạn nhé. Cô sẽ có, vì đề hôm nay của chúng ta rất là khó và hôm nay nhà cô lại có việc bận nên là cô không làm được key PDF cho các bạn, nên là cô sẽ giảng rất là chậm và chỉ chi tiết từng chút một, các bạn chịu khó nhé. Cô sẽ có lại với câu số 1 với câu số 2 là bài tập phần phát âm. Thì cô sẽ có bạn đề vẫn đảm bảo chuẩn form với câu số 1 cách phát âm của đuôi ED. Nhưng câu số 1 bạn sẽ thấy là nó giống như cái hơi hướng của đề thi thử của cô ấy ạ. Đó là bốn đáp án của chúng ta đều kết thúc bằng trước ED là chữ G, đúng không ạ? Thì trong cái này bạn phải nhớ cho cô đến ngay trường hợp, chắc chắn nó sẽ phải thuộc trường hợp đó là trường hợp đặc biệt của đuôi ED. Với trường hợp đặc biệt của đuôi D, chúng ta sẽ có 16 cái tất cả, 16 từ đặc biệt. Thì trong đó chúng ta sẽ có ý A. Như anh này của cô, nếu nó là tính từ thì nó sẽ được đọc là ED. Thế còn nếu nó là động từ thì nó sẽ được đọc là D. Nhớ nhá, hai cách đọc như vậy. Vậy thì câu 1 cô chọn được đáp án là ý A. Sau câu 1 chuyển cho cô sang câu số 2. Câu 2 tới đọc là D. Âm đấy của chúng ta là âm I. Ý B đọc là hình I. Ý D đọc là I. Vậy cô chọn được câu số 2 là ý C. Xong câu số 2 chuyển cho cô sang câu 3. Thì trong cái từ câu 1 đến câu 4 thì có mỗi câu 1 khó thôi, chứ không phải đến mức nó khó hết như thế, đúng không ạ? Câu số 3 của cô có đuôi ion. Những từ có đuôi ion cho âm dừa trước âm đó, âm tiết thứ 2. Ý B, những từ có đuôi I với E cho âm dừa trước âm đó, âm tiết thứ 2. Chờ cô sẽ có ý C của cô. Những từ có đuôi I với E cho âm cũng dừa trước âm đó, âm tiết thứ 2. Vậy câu 3 cô chọn được đáp án là ý D. Ý D thứ đọc là desma. Desma, âm đầu tiên của cô là E, âm thứ hai là I, âm thứ ba là Ơ. Ngắn hết nó rơi vào đầu. Sau câu 3 chuyển sang câu 4, câu 4 cực dễ. Câu 4 ý A đọc là mountain, âm thứ hai cô là Ơ. Không rơi vào Ơ cho âm dầm tiết đầu, sustain. Âm đầu tiên của cô là Ơ, âm thứ hai là A. Nhận trọng âm vì trọng âm rơi vào nguyên âm đôi. Nhớ. Contain, âm đầu tiên của cô cũng là Ơ, không rơi vào Ơ, nó rơi vào ten cũng là nguyên âm đôi. Vậy cô chọn được câu 4 của chúng ta, đáp án là ý A. Xong câu 4 chuyển cho cô sang câu số 5 với cách sử dụng của giới từ. Cô dịch câu là như sau: trong suốt cái bài học đó chúng tôi học về cái, đúng không ạ? Chúng tôi học về những cái giai đoạn xây dựng khác nhau của cái nhà thử tiếng đấy. Vậy giờ là trong suốt cái bài giảng đấy cô cần từ during. Vậy cô chọn được câu 5 của chúng ta là ý C. Sau cô 5 chuyển sang câu 6 với cần phần mạo từ. Với phần mạo từ chúng ta hãy nhớ đến một quy tắc như sau: người ta sử dụng the cộng với những danh từ, danh từ đấy thêm s, danh từ chỉ tên riêng thêm s để chỉ cả gia đình nhà họ, cả gia đình nhà họ nhé. Vậy thì cô sẽ dịch câu này là cả gia đình nhà Brandy nhá. Vậy thì cô sẽ phải dùng the. Nếu cô dùng the thì cô bỏ đi ý B, bỏ đi ý C. Đằng sau cô có oldest là st, so sánh hơn nhất. So sánh hơn nhất chúng ta lại phải dùng the. Vậy cô chọn được câu 6 là ý A. Xong câu 6 chuyển sang câu số 7. Với câu số 7 của cô là câu thuộc kiến thức về thì động từ thôi. Căn cứ cho cô bằng vua là quá khứ. Chắc chắn đằng sau của cô không chia hiện tại đơn được. Cô bỏ đi ý. Không chia hiện tại thành được. Cô bỏ đi ý B. Bỏ đi ý D. Vậy cô còn ý A và ý C thôi. Dịch như sau: không dễ dàng gì để bắt Ami có thể nuốt chửng những cái viên thuốc đó. Mặc dù tôi đã làm cho cái viên thuốc đó ngọt với hai thìa mật ong. Vậy tôi đã làm cho cái viên thuốc đó ngọt bằng hai thìa mật ong thì cả A và C của cô đều chia quá khứ đơn hết, vậy chúng ta không phải cân đối nhiều về thì, đúng không ạ? Cô sẽ căn cứ cho cô như sau, đó là cô có từ sweet. Khi nó chuyển sang động từ nó phải là thêm đuôi n và thành sweet. Vậy cô chọn được câu 7 của cô phải là ý C. Xong câu 7 chuyển sang câu số 8 với hình thái của câu điều kiện. Với hình thái của câu điều kiện chắc chắn mệnh đề if của cô không thể dùng when được, cô bỏ ý A đầu tiên. Tiếp nhá. Tiếp này, câu số 8 chúng ta không dùng ý B được, không thể dùng mệnh đề if ở hiện tại âm thanh, đằng sau lại dùng hiện tại tiếp diễn được, bỏ B. Thì cô sẽ còn ý C và ý D.
Ý D, nếu như em dùng both là quá khứ đơn thì mệnh đề đằng sau của em phải chia bằng út cộng vấp nguyên dạng hình thái của điều kiện loại 2. Vậy câu này không đúng rồi. Cô chọn được câu 8 là ý C. Câu 8 ý C của chúng ta đã dịch câu này như sau. Không dịch câu này là đang mà dịch là sẽ. Vì chúng ta dùng to be cộng với verb in để diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Vậy dịch là nếu như bạn đang định mua một cái ghế ngồi cho em bé cho ô tô của bạn, đúng không ạ? Thì bạn nên kiểm tra xem nó có đáp ứng được cái tiêu chuẩn châu Âu hay không. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 8, đáp án của cô là ý C nhá. Xong câu số 8, chuyển cho cô sang câu 9. Câu 9 của chúng ta, đề này là đề mà cô ngắm và soạn cực kỳ chuẩn form như đề minh họa 2019. Thì bạn sẽ thấy là từ câu số 1 đến khoảng câu số 11, 12 nó rất là dễ. Có một số cái câu về phần từ vựng với phần cụm từ cố định là khó. Thì về cơ bản là từ vựng với cụm từ cố định là vẫn là khó rồi, chứ không phải là vì đề của cô khó, đúng không ạ? Câu số 9 mình sẽ có cấu trúc như sau. Cấu trúc to be expected. Sau to be expected cộng với to verb mong đợi làm gì. Vậy thì cô sẽ bỏ đáp án ý C, cô bỏ đáp án ý D, cô chỉ còn A và B. Nhưng mà tôm mong đợi được đón ở sân bay bởi bạn gái mình nhưng mà cô ta chả thèm đến. Vậy thì phải mong đợi được làm gì, bị động của to verb, cô chọn to be cộng verb P2. Câu số 10, cô sẽ có cấu trúc như sau, đó là cấu trúc really đằng sau cộng to verb. Nếu cộng to verb thì cô bỏ ý D, bỏ ý C, cô chỉ còn A và B. Yeah. Chỉ còn A và B, cô dịch câu là như sau. Dịch là giám đốc điều hành dường như, đúng không ạ, thở phào nhẹ nhõm khi mà được thông báo bởi kế toán rằng, ngày bởi kế toán rằng làm sao lợi nhuận của công ty lại làm sao cuối cùng đã tăng trở lại. Vậy thì câu này của cô thực ra nó vừa là cấu trúc lại là vừa bị động nữa, có bài. Vậy là được thông báo, vậy cô sẽ còn ý A và ý B. Còn A và B nhé, cả A và B của cô đều là bị động. Nhưng câu này căn cứ bằng từ yesterday, ngày hôm qua, thì câu đấy của cô nó phải dùng dạng to have been verb P2. Nên cô chọn được câu 10 là ý B. Xong câu 10 chuyển cho cô sang câu 11. Câu 11 là trước khi có cái sự mở rộng của email, đúng không ạ? Thì rất là khó khăn cho người ta ở những nơi khác nhau trên thế giới keep in touch. Mình có cụm từ keep in touch, giữ liên lạc với nhau, kết nối với nhau. Thì cô sẽ không dùng từ while là trong khi được, không dùng từ similar to là tương tự được, không dùng từ xin là vì được, vậy cô chọn ý D. Từ prior to nghĩa là trước đây. Xong câu 11 chuyển cho cô sang câu số 12. Câu 12 của chúng ta sẽ là thuộc kiến thức về rút gọn mệnh đề quan hệ. Các bạn nhớ là từ ngày mai cô Trang Anh sẽ có những cái chương trình chuyên đề ở ngoài nhóm. Thế chương trình này nó sẽ kéo dài trong khoảng 40 phút đến 50 phút. Thì cái chương trình về phần, ví dụ như là một buổi cô chỉ dạy phần mạo từ, một buổi cô chỉ dạy phần cụm động từ thôi. Thì các bạn nếu các bạn có thời gian thì các bạn lên xem. Chợ cô sẽ up tài liệu trước, các bạn nhớ theo dõi thêm cái chương trình đấy, kết hợp với chương trình trong nhóm của chúng ta nhé. Câu số 12 cô sẽ có như sau. Câu 12 cô có động từ chính của cô là động từ became rồi. Vậy động từ còn lại cô chưa rút gọn mệnh đề quan hệ. Thứ nhất, cô không thể chọn B. Vì sao? Ý B của cô thỏa mãn là bị động thật đấy. Có bài chắc chắn là bị động rồi đúng không ạ? Nó thỏa mãn bị động nhưng vế đằng sau cô chia quá khứ đơn thì không lẽ gì vế đằng trước của cô chia đây hiện tại đơn cả. Nên cô bỏ ý B về nó không, vì nó không đúng về thì. Bây giờ nếu không dùng đại từ quan hệ thì phải dùng rút gọn mệnh đề quan hệ. Có bài là bị động. Bị động chúng ta phải rút gọn bằng cách dùng verb P2. 12 cô chọn ý C. Sau 12 chuyển cho cô sang 13 với phần kiến thức về phần từ loại. Với phần từ loại thì căn cứ bằng từ solution là danh từ. Trước danh từ cần một tính từ, cô bỏ ý C đầu tiên. Nhờ cô bỏ ý D tiếp theo. Tại sao ý C cô nhìn thấy có đuôi là đuôi của trạng từ. Cô không chọn ý D bởi vì đuôi là đuôi của danh từ. Vậy cô bỏ được C, bỏ được D rồi. Bây giờ cô chỉ còn A và B thôi. Còn A và B thì cô sẽ có câu 13 như sau. Người ta dùng tính từ đuôi ED để dùng là tính từ bị động. Vì ở đây cô sẽ cần một tính từ bổ sung nghĩa cho từ solution là hướng giải quyết thỏa đáng. Vậy thì nó sẽ không phải là tính từ bị động được nên cô bỏ ý A. Cô chọn được câu 13 là ý B, satisfactory, thỏa đáng. Sau 13 chuyển cho cô sang câu 14. Từ câu 14 đến câu 18 sẽ là khó bởi vì sao? Vì phần này của cô liên quan đến phần cụm từ cố định và thành ngữ. Nhạ, cụm từ cố định và từ vựng. Sorry em. Thực ra phần này kể cả trong đề minh họa 2019 được đánh giá là một đề dễ thì phần này cũng vẫn rất khó. Chúng ta cố gắng nhé. Với câu số 14 là kiến thức về cụm từ cố định, thừa nhận cho cô một cụm từ sau. Đó là cụm từ have a soft mind. Nhạ, have a soft mind. Có một tư duy nhạy bén. Cụm từ này của cô nghĩa là như vậy. Có một tư duy nhạy bén. Ngoài ra cô có thêm một cụm từ nữa. Đó là cụm từ get one head. Chợ rau. Cô có cụm từ get one head around something, nghĩa là gì? Hiểu về một cái gì đó mà rất là khó hoặc là rất là khiến cho bạn cảm thấy rất là rối, đúng không? Thì là bạn cần phải có một tư duy nhạy bén để mà có thể hiểu được những cái thứ rất là khó khăn của cái công nghệ điện tính, của cái công nghệ điện toán ngày nay. Vậy thì cô chọn được câu số 14 là ý A.
Sau 14 chuyện cho cô sang câu 15, cảnh sát mới rằng không có tín hiệu, không có dấu hiệu của sự đột nhập, mặc dù cái ngôi nhà nó đã bị cướp. Vậy thì cô sẽ có, đây của cô cũng là một cụm từ cố định, thừa nhận cho cô cụm từ đó là cụm từ false entry, dấu hiệu đột nhập. Vậy cô chọn đáp án là ý C. Xong câu số 14, xong câu 15, vậy cô có câu 14 với câu 15 của chúng ta sẽ là câu về phần cụm từ cố định. Thì câu 16 của cô sẽ là câu về từ vựng. Ý A, cô có từ amicable, từ này nghĩa là thân thiện bằng từ friendly. Bằng friendly, thân thiện nhá. Rồi chúng ta sẽ có ý B với từ từ amenable, từ này nghĩa là chịu trách nhiệm. Từ này sẽ đi với giới từ to này. Mà ở đây nó có giới từ with, cô không chọn ý B. Ý C, cô có từ adaptable, từ này nghĩa là thích nghi, nó cũng đi với giới từ to, cô không chọn ý C. Vậy cô chọn được câu 16 là ý D. Ý D với từ compatible, từ đấy bạn đi với giới từ with, nghĩa là phù hợp với. Thật là không may cái chương trình này, đúng không? Không phù hợp với cái hệ điều hành của máy này. Xong câu 16 chuyển cho cô sang câu 17. Mùi của cái bắp cải cháy, đúng không? Làm sao nó lan truyền cả cái phòng này, lan ra cả cái phòng, tỏa ra cả cái phòng này. Vậy thì cô sẽ có ý A, cô sẽ có từ dispute, từ đấy nghĩa là khuếch tán. Vậy cô không chọn ý A. Ý B, cô có từ effuse, từ đấy nghĩa là phun trào, cô không chọn ý B. Ý C, cô có từ extensive, nghĩa là sâu rộng, cô không chọn ý C. Vậy cô chọn đáp án là ý D. Vậy câu này chỉ là theo nghĩa của câu thôi, đúng không? Ý D của cô với từ pervasive, từ đấy nghĩa là tỏa ra khắp. Xong 17 chuyển cho cô sang câu 18. Jack được đề nghị làm thêm giờ mà không được trả lương, vì vậy mà anh ta phải miễn cưỡng đồng ý thôi. Ý A từ redundant, nghĩa là dư thừa, không phải. Ý B từ respectively, nghĩa là theo thứ tự, không phải nhá. Ý D của chúng ta từ intimately, nghĩa là thân thiết, không phải. Vậy cô chọn được 18 là ý C, miễn cưỡng đồng ý. Ok, chúng ta sẽ còn từ câu 19 trở đi. Cô xin phép ngắt sang phần video tiếp theo nhé.